Và bây giờ là vòng thi thứ tư với mệnh giá 25 triệu đồng. Ta cùng xem câu hỏi. Ai với gợi ý đầu tiên là huyền thoại điện ảnh. Ý, cái này trong lĩnh vực của bạn đây. Và những gợi ý còn lại như sau. 7,5 triệu là cao nhất. Bắt đầu mua nha. Chắc phải gợi ý thôi. Xem số mấy? Đường mua số 8. Xem số 8 nha. Đó là số tiền cao nhất, 7,5 triệu đồng. Bạn mua được gì đây? Nhà soạn nhạc. Vừa là huyền thoại điện ảnh, vừa là một nhà soạn nhạc. Khó nhỉ? Mua tiếp đi. Mua tiếp đi. Hy vọng cái này sẽ may mắn. Ở số 9 đi cho may mắn. Xem số 9. Mở. Thôi, hôm nay là ngày gì đây? Hai phát gần hết tiền luôn. Hết tiền luôn rồi. Xem nào. Oscar, thiếu gì người? Quá nhiều. Mua tiếp nha. Số mấy? Chắc nhờ các bạn mua giùm một số đi. Số 1. Xem okay. Số 1. Mua số 1. Đó. Cảm ơn 4 người bạn. 250, mua được gì nào? Tem là tên là hình người đó có thể được in trên tem hay sao? Không phải à? Có thể người đó thích sưu tập tem. Thích sưu tập tem, chơi tem. Hoặc là người đó có dính đến một cái bộ phim nào đó liên quan đến tem. Mua thêm số mấy nhỉ? Mời các bạn chỉ cho Trường một con số. Đang may mắn đây, đang 250 ngàn. Số 5. Ok, Trường chọn số 5. Xem số 5. Mở. Triệu 500 ngàn đồng, mua được gì? Hai. Hai thì sạc lô á. Trường biết là sạc lô là người rất là nổi tiếng, đa tài. Hình như là những kịch bản đều do ông ấy viết và nhạc. Nhưng mà đó chỉ là ý kiến chủ quan thôi. Không biết có chính xác không đây? Có phải là sạc lô hay không? Chốt nha. Ok, Trường sẽ chốt luôn. Đó chính là huyền thoại điện ảnh 2 sạch luôn. Mời bạn. 1 2 3 Thưa quý vị, huyền thoại sạch luôn. Tên thật là Charlie Chaplin. Có phải là câu trả lời của chương trình hay không? Chúng ta sẽ biết sau vài phút. Quý vị trở lại với Vì Bạn Xứng Đáng. Chương trình của chúng ta đang ở câu hỏi số 4 với câu hỏi ai. Những lời gợi ý là huyền thoại điện ảnh, nhà soạn nhạc Oscar, tem 2. Quốc Trường đã chốt đáp án Vua Hài Sạc Lô. Chúng ta cùng xem đáp án của chương trình. Và đó là Chaplin. Chúc mừng bạn, Vua Hài Sạc Lô. Những gợi ý còn lại. Phim Câm, Riemap, Luân Đôn, Kẻ Lang Thang, A Countess from Hong Kong. Và bây giờ bạn muốn xem cái lời giải thích nào không? Trường, mấy kia thì quá rõ ràng rồi, mà còn tem thì Trường không biết tem là như thế nào. Xem nha. Vâng. Năm 1985, hình của ông được in lên tem của Anh. Và năm 1994 là tem của Mỹ luôn. Hay chưa? Giống như Trường đoán. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số tiền mà mình đã kiếm được. 21,6 triệu. Sau vòng thi thứ tư, chúng ta có được số tiền là 31,350,000. Mặc dù đây vẫn chưa phải là một số tiền lớn lắm, nhưng mà Thành hy vọng là bạn phải cố gắng bình tĩnh để vòng cuối kiếm được nhiều tiền hơn.
Và hiện nay thì bé ngoan vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Và không biết là bên Khởi My thì chuyện gì đang xảy ra nè. Anh Quốc Trường ơi, hơi bị thiếu tập trung một chút xíu. Em biết là những câu hỏi nó thực sự rất là khó. Và nếu mà em nghĩ là em mà là người chơi chính giống như anh thì em cũng sẽ không thể nào tránh khỏi những cái lúc mà thiếu tập trung và lo sợ như vậy. Nhưng mà đáp án cho vòng vừa rồi là chú hề sạc lô đó nha. Em nghĩ đây có thể là một cái niềm vui tươi nè, hào hứng nè, sự tự tin nè. Và mong rằng ở vòng thi cuối cùng này, chú hề sạc lô sẽ mang lại cho anh một sự tự tin tuyệt đối để anh có thể vượt qua những câu hỏi khó, mang về một số tiền thưởng thật lớn dành tặng cho bạn ngoan nha. Anh Quốc Trường ơi, cố lên. Cảm ơn Khởi My. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ 5 thưa quý vị, với mệnh giá 30 triệu đồng. Câu hỏi cuối cùng là: ở đâu? Gợi ý đầu tiên: Đại Tây Dương. Khó chưa? Và những gợi ý còn lại là: $150.000 đến 9 triệu. Mời bạn mua. Tôi nghĩ nó khó đấy, không đơn giản đâu. Chị mua số 9. Xem số 9. Mở. 1.2 triệu với gợi ý là tuyết rơi. Tuyết rơi rất là nhiều nơi. Có thể là một quốc gia nào đó gần vậy, khu vực Đại Tây Dương, đúng không? Tiếp nào. Trường hợp số 1. Xem số 1. Mở. 5.250.000, số tiền khá lớn. Để xem đó là gì. Dầu mỏ. Nước nào có tuyết rơi và có dầu mỏ nhỉ? Nga. Trung Đông. Nga có phải nằm ở Đại Tây Dương không? Kiến thức vô hạn. Thôi mời các bạn có thể giúp Trường chọn một câu. Hai ha. Ok, Trường chọn số 2. Mở. 3 triệu đồng. Mua được gì? Lượng mưa rất ít. Tôi nhắc lại bạn một lần nữa là những gợi ý đôi khi sẽ là những gợi ý làm đánh lạc hướng, làm cho chúng ta nghĩ sai đến một đáp án không chính xác. Phải rất cân nhắc và cẩn thận với nó. Tôi khuyên bạn nên mua thêm đi. Chừng mua số 4. Xem số 4. Mở. 600.000 với lời gợi ý là ốc đảo. Nó là đảo à? Khó thế nhỉ? Quá khó. Phải mua rồi, không thể trả lời đại được. Ok, số 7 may mắn đi. Xem số 7. 7 là thất đó người ơi. Xem nào. 11 nước. Hay là cái ốc đảo này là nó nằm trên địa phận của cả 11 nước? Thật sự quá khó. Trường mua câu số 3 nha. Rồi, Trường chọn 3. Xem số 3. Mở. Đồng bằng 150.000. Mua được gì? Sa mạc lớn nhất thế giới. Sahara. Tôi nghĩ đây là cái... cái sa mạc giáp 11 nước hả? Cũng biết đâu. Có lý, sa mạc rất là lớn. Nó trải trên địa phận của 11 nước hay là nó giáp với 11 nước. Mà sa mạc đó lại có dầu mỏ. Sa mạc nó nằm gần Đại Tây Dương. Sa mạc chắc chắn là lượng mưa rất ít rồi. Ốc đảo sao? Phải là sa mạc khác. Sahara ông ta. Mình liều, ăn nhiều. Thôi chốt luôn. Đó là sa mạc Sahara. 1 2 3 Quý vị đứng ở đây tôi rất là hiểu cho tâm trạng Quốc Trường. Với một cái câu khó như thế này mà phải đưa ra một cái quyết định vào phút 89, đó là một sự đấu tranh tư tưởng rất lớn. Chúng ta hãy xem đáp án của chương trình. Và đó là
cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với chúng ta. Và hãy xem những gợi ý còn lại. Kinh dị thật á. Gợi ý kinh dị thật. Bắc Phi cát, lạc đà bướu. Trời ơi, nó đánh lừa từ đầu. Ngay cái Đại Tây Dương là thấy đánh lừa rồi. Lại còn tuyết rơi, lại còn dầu mỏ, lại còn ốc đảo. Trời ơi, như thế thì ai mà biết được nha. Bây giờ mình phải xem từng cái này là kiến thức cho mình nè. Đầu tiên là phải xem ốc đảo thì sao nào. Làm trung tâm của các hoạt động kinh tế trong sa mạc. Lạ chưa? 11 nước. Chừng nghĩ là nó trải dài 11 nước, giáp 11 nước. Nằm trong lãnh thổ của 11 nước, thấy chưa? Dễ sợ không? Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với số tiền mà chúng ta đã kiếm được. 31.350.000. Sau vòng thi cuối cùng, Quốc Trường đã có trong tay số tiền là 45.150.000. Rất may mắn là con số cuối cùng cũng là một con số rất là khá. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng Quốc Trường vượt qua những cái khoảnh khắc rất là đứng tim. Có thể nói là những cái câu hỏi cực kỳ khó mà bạn ấy cũng đã rất là quyết đoán để có thể đưa ra những quyết định của mình. Tôi nghĩ rằng là những cái quyết định rất là khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay trải qua được những cái sự khó khăn đó, chắc chắn là trong lòng bạn ấy sẽ rất là vui. Bởi vì bạn ấy đã chinh phục được những cái điều mà tưởng chừng như là mình không biết. Và ngày hôm nay số tiền cũng khá là cao.